Quả đá phạt dành cho đội áo trắng. Và Vũ Đức Tùng là người đang đặt bóng. Chắc chắn là Hoàng Anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở pháo này. Ở trận đấu với Thái Sơn Nam thì Vũ Đức Tùng đã có hai tình huống nã Đại Bác, mang về những bàn thắng quan trọng cho Thái Sơn Bắc. Cả hai đều tới từ những tình huống đá phạt trực tiếp. Rất căng! Và một lần nữa thì Vũ Đức Tùng lại cho thấy khả năng sút phạt cực kỳ ấn tượng của mình ở giải đấu này. Thêm một cú nã Đại Bác nữa tới từ Pivo bên phía Thái Sơn Bắc. Và tỷ số của trận đấu là 1-0. Hoàng Anh rõ ràng là không có cơ hội ở trong pháo vừa rồi. Và cục trở lại bóng này. Rất căng. Bóng đi qua hàng rào. Trần Trung Hiếu. Vẫn là Trần Trung Hiếu. Đường chuyền, cơ hội. Tỷ số của trận đấu là 2-0. Và đó lại là bàn thắng của Vũ Đức Tùng. Tùng Tín ở trong trận đấu thứ hai đã có được cú đúp thứ hai liên tiếp. Pivo bên phía Thái Sơn Bắc đang trở nên sắc sảo hơn so với những gì mà anh thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Vũ Đức Tùng. Tưởng chừng như Pivo bên phía Thái Sơn Bắc đã bị lỡ nhịp, nhưng Vũ Đức Tùng vẫn kịp thời tung ra một